rồi mà. Được rồi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Rồi tôi không hỏi được chưa? Khóc nữa mắc thành cấu trúc đó. Được rồi. Không sao đâu. Tôi sẽ chuyển lời tới Linda, nói là báo cáo sẽ bị giao trễ một ngày. Lần này đúng là Sam Sam thực sự phải chịu thiệt thòi rồi. Số liệu mà Thư Quyên cần phải lấy từ nhiều nguồn khác nhau mà. Vậy mà lại nổi giận với cô ấy trước mặt mọi người. Báo cáo gì vậy? Thì báo cáo tài vụ đó. Chủ tịch à, đó là báo cáo của bộ phận tài vụ à. Họ nói là sẽ giao trễ một ngày. Chủ tịch à, mới hồi nãy Kỳ Sá tìm anh có việc đó. Tôi biết rồi. Sau này cô nên chú ý một chút. Giờ làm việc đừng có nói năng lung tung. Đâu phải cô không biết chủ tịch rất ghét người khác nói này nói nọ chứ. Nhưng tôi chỉ bên vực kẻ yếu thôi mà. Vậy có cần tôi trao cho cô giải thưởng bà Tám của năm không đây? Rồi sau đó tôi tiến cử cô lên báo lá cải làm việc luôn. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Một khi Phong Đằng tôi thích cái gì? Cần cậu phải nhiều sao? Cậu nói cậu không thích người ta đúng không? Được, vậy tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Áp lực công việc rất lớn, có một vài đồng nghiệp cãi nhau, tức là nói mà không kịp suy nghĩ. Nhưng cô lại để ý làm gì? Đó là vì cô quá ngốc. Kỳ Soái à, anh có biết tại sao chủ tịch lại muốn tôi lựa thức ăn không? Lúc mới vào làm tôi bị trưởng phòng la. Ông ta nói tôi trông ngốc như heo, sẽ không qua nổi kỳ thủ gì. Tốt hơn là nên nghỉ làm đi là vừa. Anh nói xem, có phải là vì lúc trước tôi đã từng hiến máu cho cô Phong nên chủ tịch không nỡ đuổi tôi đi và mới nghĩ ra công việc kỳ quặc này cho tôi làm? Sao cô lại có suy nghĩ đó trong đầu được chứ? Đúng vậy, cô có ơn với cô Phong, nhưng cũng có nhiều cách để trả ơn. Cái mà nhà họ Phong đang có là tiền và danh vọng, vậy còn gì phải nhận cô vào để trả ơn chứ? Huống hồ với tư cách là một chủ tịch, sao lại để ý đến chuyện đi hay ở của cô? Nếu như để người khác nghe thấy chuyện này thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu lầm cho coi. Thật ra cho dù là một người tôi không quen biết có nhờ tôi hiến máu, tôi cũng sẽ không từ chối. Tôi không có cần đền đáp nào hết. Nhưng mà không ngờ cô Phong lại đưa cơm đến cho tôi, và gây ra nhiều sự hiểu lầm cho mọi người đến như vậy. Tôi cũng biết là không nên trách chủ tịch, và cũng không nên trách cô Phong nữa. Miệng lưỡi là của thiên hạ, ai thích nói gì thì cứ nói. Xem ra trưởng phòng nói rất đúng. Người có bộ não thiếu nếp nhăn như tôi thật sự rất khó sinh tồn trong công việc mà. Cô có chắc là não của mình thiếu nếp nhăn hay không vậy hả? Hả? Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa. Đơn giản cũng có cái hay của đơn giản mà. Tốt nhất nên là chính mình. Cô biết không, có một số người rất thích kiểu con gái đơn giản và tốt bụng như là cô đó. Cô chỉ cần là chính mình, có lòng tin với bản thân mình là được rồi. Kỳ Soái hình như là đang ám chỉ mình. Vậy anh có cảm thấy tôi đặc biệt không vậy? Tất nhiên là đặc biệt rồi. Trên thế giới này không có thứ gì là tuyệt đối hết trơn á. Và cũng không thể có hai Tiết Sam Sam được. Cô là độc nhất vô nhị rồi. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại nha. Alo, sao vậy? Nè, để tôi với. Sao nằm nhanh vậy? Tâm trạng không tốt hả? Ê nè, nè. Cậu tưởng đang tham gia đua xe đạp hả? Hả? Làm tôi để theo cổng hụt hơi luôn nè. Trưa nay cậu làm gì ở cầu thang vậy? Ở cầu thang hả? Cậu nhìn thấy rồi chứ gì? Tập đoàn Phong Đằng của chúng ta tuy là đặt yêu cầu công việc lên hàng đầu, nhưng lại ép nhân viên tới mức phải uất ức đau khổ tới mức bật khóc như vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn đó. Cô ấy khóc trong lòng cậu là uất ức lắm sao? Cậu ghen rồi. Ghen hả? Thật nực cười. Chỉ là tôi thấy hiếu kỳ, tại sao lại có người ôm ấp nhau trong công ty chứ? Chúng tôi không chỉ có ôm ấp thôi đâu á nha, mà còn hẹn hò đi uống cà phê riêng với nhau nữa kìa. Nếu cậu không gọi điện thoại cho tôi á, thì có lẽ bây giờ chúng tôi cùng với nhau nói về cuộc đời, sau đó sẽ nói đến chuyện tình yêu. Cậu tưởng thật hả? Chúng tôi đang nói về cậu đó, không phải tôi nói xấu đâu. Không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Tôi nói cậu nghe nè, cách thức theo đuổi phụ nữ rất nhiều và rất lạc hậu, nhưng mà lần nào cũng đúng hết. Cậu đã dùng chiêu nào vậy hả? Ngày nào cũng gọi Tiết Sam Sam đến phòng làm việc cùng ăn cơm trưa với cậu. Ngoài việc khiến cho cô ấy bị mọi người lời ra tiếng vào, còn có tác dụng gì nữa? Giờ thì sắp ép Sam Sam tới mức không thể ở lại công ty được nữa rồi, cậu biết chưa? Ăn cơm chung thì đã sao chứ? Còn dám nói ăn cơm chung thì đã sao hả? Cậu tưởng cậu là một người đàn ông bình thường hay sao? Vừa đẹp trai giàu có, đây là chủ tịch, được ăn cơm cùng với cậu dễ lắm hả? Hay là cậu cảm thấy cậu thân là chủ tịch cho nên mới ngại theo đuổi người ta? Chị cái gì? Nói trúng tim đen phải không? Quả thật Sam Sam rất đặc biệt, rất khác so với những cô gái bên cạnh tôi. Cô ấy rất đơn giản, cũng rất đáng yêu. Bởi vì tôi là một chủ tịch mà lòng người lại khó đoán. Nếu chúng tôi cùng nhau hẹn hò, không biết cô ấy sẽ thay đổi ra sao. Cậu lo xa quá. Chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay rồi. Tôi không chọc cậu thì cậu cũng không nói thật với tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có người nào không thay đổi chứ. Hãy xem cô ấy thay đổi ra sao. Thay đổi chưa chắc là xấu. Tôi cũng thông cảm cho cậu. Bản thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong Đằng thì phải thận trọng trong tình yêu, như vậy mới được. Nhưng cũng đừng làm quá chứ, như vậy sẽ làm người ta tổn thương đó, cậu có biết không? Nếu thật sự cậu thích người ta, vậy thì theo đuổi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ à. Sam Sam à, sao lâu lắm rồi con không gọi điện về nhà báo là con vẫn bình an hả? Nè, có phải là con đang quen bạn trai hay không? Con gái, không phải ba hăm dọa con đâu, nhưng bên ngoài có rất nhiều đàn ông xấu. Con gái một mình ở Thượng Hải tuyệt đối phải cẩn thận đó, đừng để bị oan ức. Hả? Sam Sam à, nếu con có quen với người đàn ông nào tốt, vậy thì hãy dẫn về nhà cho ba mẹ xem mặt nha. Đúng đúng, dẫn nó về đây. Mắt của ba đây có quả nhãn kim tinh, là yêu ma quỷ quái gì chỉ nhìn sơ là ba biết được ngay hả? Ông là Tôn Ngộ Không hay sao còn quả nhãn kim tinh nữa. Tôi đang nói chuyện với con gái, ông xen vào làm gì? Đi sang bên kia đi. Được rồi ba mẹ ạ. Con không sao đâu. Con gái của ba mẹ không phải là đường tăng đi thỉnh kinh đâu mà. Lại còn yêu ma quỷ quái nữa chứ. Sam Sam à, mẹ biết cuộc sống ở thành phố lớn thật không dễ dàng một chút nào. Mẹ cũng hy vọng sẽ có một người đàn ông tốt chăm sóc cho con. Mẹ à, con làm ở đây, đồng nghiệp của con và quản lý nữa đều rất quan tâm tới con. Nghe con nói như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Sam Sam à, cuộc sống ở thành phố lớn không giống như ở nhà mình đâu. Phải biết phân biệt tốt xấu, có biết chưa con? Con không gọi về nhà là bởi vì công việc hơi nhiều. Cần có chút thời gian để thích ứng đó mẹ. Con gái à, nếu con thật sự không thể thích ứng được thì cùng lắm con cứ về nhà, ba sẽ nuôi con mà. Dạ được. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Cho con gửi lời thăm ông nội. Được rồi con, cứ vậy đi ha. Chào con. Trong thế giới này, lời nói phát ra từ miệng của con người trong một ngày quả thật quá nhiều. Việc gì mình phải để ý đến những lời nói của những người xung quanh chứ. Chỉ cần người quan tâm đến mình, hiểu mình là được rồi. Sự cạnh tranh trong công việc vốn dĩ là chuyện khó tránh khỏi. Cây nghe không sợ chết đứng. Ai muốn nói gì là quyền tự do của họ. Có thể khiến người khác im miệng hay không, đó mới là bản lĩnh của mình. Bây giờ mình sẽ lấy cần cù bù thông minh đây. Đánh chết nè. Người nên đến thì không đến, người không nên đến thì lại đến. Đánh chết nè. Mình đến. Bé Bì, đến đây. Liễu à, cậu tới rồi hả? Mình đến để trả chìa khóa. Lúc chiều Sam Sam có nhắn tin cho mình. Hình như gần đây công việc của cậu ấy không thuận lợi. Vậy sao? Để mình gọi điện cho cậu ấy. Điện thoại đâu rồi? Đều là tại mình. Chơi game quên mất thời gian. Hay là bây giờ tôi sẽ đi đón cô ấy. Tạm biệt. Gọi điện. Nghe máy nhanh lên đi. Nè, rốt cuộc thì anh ta đang làm cái gì vậy? Lúc trước miệng thì luôn nói là theo đuổi Sam Sam, nhưng bây giờ hai người lỡ chung với nhau là sao? Hả? Chơi game đến nỗi quên cả giờ giấc luôn. Thật là không thể tin được mà. Đâu có, tụi mình chỉ là... Mình lấy lộn cái áo. Là của em mà, bỏ xuống. Không nghe mình nói chung với anh ta nha. Ủa trời, điện thoại của mình đâu rồi? Hãy subscribe cho